Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Video ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một ứng dụng tạo khuôn mặt cười. Tức là khi bức ảnh của các bạn chụp trạng thái nghiêm, không cười, thông qua ứng dụng này, bức ảnh sẽ có một nụ cười tuyệt đẹp. Đây, ứng dụng mình muốn chia sẻ cho các bạn là FaceApp. Hiện tại toàn bộ những ứng dụng trên kênh của mình chia sẻ cho các bạn đều trên hệ điều hành Android. Các bạn có thể tải FaceApp trên cửa hàng CH Play nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ứng dụng lên và tạo khuôn mặt cười. Bây giờ bắt đầu mở FaceApp lên. Các bạn chọn tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo. Bây giờ các bạn chọn hãy cùng bắt đầu. Tiếp tục thì các bạn sẽ không chọn gì. Ở đây các bạn ấn nhẹ vào nút lùi lại trên điện thoại của các bạn. Rồi, đây là giao diện của ứng dụng. Thanh công cụ gồm có camera, thư viện, demo, ngôi sao. Bây giờ mình sẽ chọn thư viện để lấy ảnh. Các bạn chọn cho phép. Rồi, bây giờ chọn bức ảnh cần tạo khuôn mặt cười. Xong rồi các bạn chọn đồng ý. Ở thanh công cụ dưới đây có rất là nhiều trạng thái, các bạn có thể tự tìm hiểu thêm ha. Bây giờ mình sẽ chọn trạng thái mỉm cười. Ở đây mình sẽ chọn cổ điển. Rồi, bức ảnh đã có nụ cười nghe các bạn. Xong rồi các bạn chọn áp dụng. Vậy là xong nghe các bạn. Ứng dụng này toàn tiếng Việt nên cũng dễ dàng cho các bạn sử dụng. Ngoài ra các bạn cũng có thể mua Pro để trải nghiệm một cách tối ưu hơn ha. Rồi, mình cũng dừng lại nội dung ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp. Xin chào.